Hôm nay mình sẽ làm món bánh tráng nướng cho em bé nhà mình ăn nha các bạn. Làm món ăn vặt cho em bé ha. Em bé thèm ăn bánh tráng nướng mà nhà mình ở xa chợ quá không có mua được. Mình làm vài cái bánh tráng nướng cho em bé ăn. Mình cắt xúc xích ra ha. Này phô mai gỡ ra sẵn rồi mình nướng cho nó mau. Phô mai lá, mình để đây. Mình sử dụng cái loại bánh tráng này nó hơi dày một chút đó mấy bạn. Mình mua cái loại bánh tráng dày thì mình nướng nó không có bị khét ha. Cái mỏng đó, mình nướng nó mau cháy khét lắm. Mình cho một ít hành lá vô đây. Nướng sử dụng trứng gà. Thấy ngoài chợ họ nướng bằng trứng cút mấy bạn. Này nhà mình có trứng gà. Trải cái phần trứng ra cho nó đều cái phần bánh tráng cho nó chín cái trứng này ha. Mình nướng bằng cái chảo không dính đấy bạn. Trải trứng ra cho nó mau chín. Nướng bằng cái chảo cũng tiện lợi lắm mấy bạn. Nướng rất là nhanh ha, mình khỏi đốt than đồ. Làm chút xíu là có bánh cho em bé ăn. Trứng bắt đầu nó chín rồi. Mình sẽ cho phô mai lên. Bỏ xúc xích lên. Món này em bé nhà mình chịu ăn lắm mấy bạn. Lâu đi chợ thì mới thấy người ta bán, người ta nướng ở mình ở quê không có, lâu lâu họ mới lại họ nướng họ bán. Này mình cho vô một ít tép sấy ha, có này vô cái thơm mùi bánh tráng nướng rồi mấy bạn. Tép sấy, giờ mình cho ít hành phi lên nữa ha cho nó thơm. Chín rồi. Giờ mình sẽ cho một ít sốt mayonnaise vô ha. Cho ít tương cà vô nữa. Em bé không có ăn được tương ớt nha, mình cho tương cà. Món này làm chừng 5 phút là xong mấy bạn. Là món ăn vặt cho em bé ha. Rất là ngon luôn á.